tôi phát hiện ra là mình đã rất quan tâm đến cô. Và tôi đã cố gắng để không thích cô nữa. Cho đến tối hôm qua, nói thật, tôi không thể nào giấu được cảm xúc của mình nữa. Yêu cầu cuối cùng của tôi là làm cơn gió bay thật xa đến nơi mà ta có nhau suốt đời. Tôi không muốn chỉ là anh trai của cô, cũng không thể là đồng nghiệp của cô. Sài Gòn giờ này buổi tối lạnh ha. Trà, trà nóng lắm đó. Ấm người mà, tôi đang lạnh quá trời luôn. Cảm ơn anh đã mời tôi uống trà. Xin phép anh, tôi về trước. Ngồi xuống đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Uống thêm một ly nữa đi. Uống từ từ thôi, nhớ là trà nóng lắm đó. Hôm qua tôi biết rồi. Anh đã lo lắng cho tôi, giống như là lo lắng cho một đồng nghiệp đúng không? Nếu không phải là tôi mà là Phi Yến hay là Hoàng Oanh thì anh cũng sẽ chạy tới đó, đúng không? Không phải là như vậy. Tôi đến đó là vì cô. Lúc đầu thật lòng là tôi đã rất khó chịu với cô, nhưng mà chẳng hiểu từ khi nào tôi bắt đầu thích những lúc chúng ta ở cùng nhau và nói hết chuyện này tới chuyện khác. Cho đến khi tôi phát hiện ra là mình đã rất quan tâm đến cô. Và tôi đã cố gắng để không thích cô nữa. Cho đến tối hôm qua, nói thật, tôi không thể nào giấu được cảm xúc của mình nữa. Lúc đó tôi đã rất lo lắng cho cô, mà quên đi hết mọi thứ ở xung quanh để chạy đi tìm cô đó. Cẩn thận, đó ra kìa. Không sao. Ướt hết rồi. Ngồi yên đây để tôi lấy đồ cho. Nè, cô thay vào đi. Tôi không sao, tôi đã nói là... Ướt hết rồi mà còn nói là không sao hả? Vào kia thay đi. Cô xong rồi đó hả? Dạ. Cô ngồi xuống đi. Tôi xin phép về trước. Áo hơi rộng ha. Tôi xin lỗi vì đã khiến cô không được thoải mái. Tôi chia sẻ những điều như vậy với cô là mong cô hiểu được cảm giác của tôi bây giờ. Đầu tiên, tôi chỉ chú ý đến cô bởi vì cô gợi nhớ đến một người mà tôi quen. Tôi cảm thấy là cô rất giống người đó, nhưng thật sự là chẳng giống chút nào. Tôi cũng chẳng biết giải thích sao nữa. Chẳng hiểu sao khi ở bên cô, tôi cảm thấy rất là bình yên. Có một thứ gì đó cứ thôi thúc tôi chia sẻ về con người của tôi, chia sẻ về những câu chuyện mà tôi luôn giữ kín trong lòng, không thể nào nói với ai được. Tôi xin lỗi, tôi đã nói gì sai hả?
Không phải, chắc là bụi bay vào mắt tôi thôi. Tôi xin phép anh, tôi về. Đợi đã, để tôi đưa cô về. Tôi vào lấy chìa khóa. Minh Huy, có chuyện gì đấy hả? Tối hôm trước anh đã tới đó đúng không? Tôi vẫn chưa hiểu cô muốn nói gì. Lê Minh đã kể với tôi là anh đã tới quận 2 khi mà nghe tôi bị tai nạn, đúng không hả? Dạ, anh đã bị té xe đó, tay anh bị thương là do đi tìm tôi, có đúng như vậy không? Sao ông trả lời tôi, có đúng như vậy không? Có đúng như vậy không? Đúng, tôi đã bị thương khi đi tìm cô đấy. Cô sao vậy? Cô đang cảm thấy khó xử à? Tôi... Tất nhiên rồi. Nếu điều đấy làm cô khó xử thì tôi xin lỗi. Nhưng mà thật sự, trong lòng tôi cũng muốn cô quan tâm tôi một chút. Ý anh là sao hả? Tôi đã giải anh chị, tôi đồng ý hai điều kiện của Trương Minh Huy vô điều kiện được chưa? Xem là hôm nay tôi phải sử dụng yêu cầu cuối cùng rồi. Yêu cầu cuối cùng của tôi là thôi mơ mộng. Xin làm cơn gió bay thật xa đến nơi mà ta có nhau suốt đời. Tôi không muốn chỉ là anh trai của cô, cũng không thể là đồng nghiệp của cô. Những vết thương mà em từ em giấu.